Tôi xin trân trọng kính chào các bác ạ. Hôm nay tôi sẽ làm một cái chủ đề mới trên một đối tượng cây trồng mới, đó là cây trà mi. Và cái chủ đề tôi sẽ đặt tên là trà mi nhập môn. Tức là tôi sẽ làm một nhóm cái video về các cái thông tin, cái kiến thức về cây hoa trà mi. Thế tại sao tôi lại lựa chọn cái chủ đề này? Bởi vì hai cái lý do sau đây. Lý do một là trong gần một năm trở lại đây thì số người chơi hoa trà mi đã tăng lên một cách nhanh chóng và cũng đang có xu hướng tăng lên rất nhanh. Do vậy mà cái phong trào chơi trà mi thì nó đã dần trở nên phổ biến. Thế ngày xưa thì các cụ có nói là vua chơi lan, quan chơi trà. Thế tuy nhiên thì hiện nay cái cây trà mi mà chúng ta có cái niềm yêu thích nó thì chúng ta có thể mua, chăm sóc và thưởng lãm những cái bông hoa trà mà do chính mình chăm sóc được, nó cũng không khó khăn gì cả. Tuy vậy thì tôi cũng cho rằng là để tránh cái vết xe đổ của cái cây phong lan, hiện nay thì cái phong lan rất là buồn, đã đình trệ, ngưng trệ toàn bộ cái thú chơi phong lan, dẫn đến là cái tâm lý của người chơi, của xã hội dành cho cây phong lan nó có một cái nhìn lệch lạc. Cái ngành kinh tế tưởng chừng như là khá là bền vững và có cái tiềm năng thì hiện tại đang bị đình trệ. Tôi thực sự không muốn cái cây hoa trà mi đi theo cái vết xe đổ đó, nó phát triển rất nóng rồi nó lại lụi tàn hoặc là nó đình trệ, thì đó là một cái nỗi buồn của những cái bông hoa đẹp. Mà bông hoa thì không có lỗi. Cái lý do thứ hai đó là tôi cũng dành thời gian khoảng độ gần chục ngày, tôi có kiểm tra ở trên YouTube này, rồi là trên các cái mạng internet ấy, các cái trang web ấy, để xem là các cái kiến thức của hoa trà mi đã được nhiều chưa. Thì tôi nhận thấy là tuy rằng là các cái bài viết về hoa trà mi rất là nhiều, thế nhưng đa số là giới thiệu về cái vẻ đẹp rồi hình ảnh, cũng như là rất rất nhiều cái trang mạng, những cái video clip giới thiệu để bán hàng, chứ còn cái thông tin một cách khoa học căn bản về cái cây trà mi thì tôi thấy là vẫn còn thiếu. Thế do đó mà tôi quyết định là làm cái nhóm video này. Và tôi cũng biết rằng là có rất nhiều các bác nhà vườn lớn, các bác chơi trà mi lâu năm, thậm chí có những bác cụ là coi cây trà mi nó giống như là một cái bảo vật trong nhà ấy. Nhưng tuy nhiên là vì những cái lý do nhất định cho nên là các nhà vườn lớn cũng như là các bác mà có kinh nghiệm chơi trà đấy chưa có thể làm được các cái video để mà giới thiệu về cây trà mi. Thế do vậy mà tôi quyết định là giới thiệu cái này, cái nhóm này, để mục đích là để giúp cho các bác, các anh chị mà mới chơi trà mi và có thể tới đây chơi trà mi thì có những cái thông tin để mà mình quyết định là có mua, có chăm cây trà mi và có chơi cây trà mi hay không. Tuy rằng đây là những cái kiến thức mà tôi gọi là nhập môn, tức là những cái vấn đề đại cương căn bản thôi, nhưng mà chắc chắn nó không thể thiếu được đối với lại các bác chơi trà mi. Bởi vì khi chúng ta chọn mua cây trà mi, chọn chơi cây hoa trà mi thì chúng ta phải hiểu biết về nó thì chúng ta mới chơi được, đúng không ạ? Thôi ví dụ bác biết đi xe máy rồi, thế thì đưa cho bác một cái chìa khóa ô tô thì bác cũng không thể lái xe ô tô được, mà chúng ta phải quá trình tập lái, học lái. Thì đấy chính là cái lý do mà tôi muốn chia sẻ với các bác là gì? Là
muốn chơi một cái cây thì chúng ta cũng hiểu rõ ngọn ngành của cái cây đó thì chúng ta mới có thể chơi được và duy trì một cái thú chơi nó vừa tạo ra cái giá trị vật chất tinh thần nhưng mà nữa là nó tạo do một cái phong trào chơi phong lan nó được đúng nghĩa và nó bền vững. À, chúng ta tạo ra được những cái cây, xin lỗi là cây trà mi ấy. À, và chúng ta tạo ra được những cái cây trà mi nó có cái tính thẩm mỹ, có cái giá trị nghệ thuật cao. Và với cái chủ đề này á thì tôi sẽ chia sẻ 5 phần. Cái phần 1 đó là các cái giống trà mi. Thì đối với cái phần 1 khi mà các bác theo dõi tìm hiểu thì các bác sẽ biết được là cái vấn đề giống trà mi nó như thế nào, những cái giống nào quý, những cái giống nào phổ biến, những cái giống nào mà giống nội, giống nào là giống ngoại nhập, và từ đó thì các bác sẽ chọn cho mình để chơi cái giống nào. Cái phần 2 đó là các cái đặc điểm hình thái, đặc điểm sinh trưởng phát triển của cây trà mi và những cái yêu cầu về ngoại cảnh, ví dụ như là ánh sáng, ví dụ như là nhiệt độ, ví dụ như là nước tưới, ví dụ như là về vấn đề tiểu khí hậu. Đối với lại cây trà mi thì qua đó chúng ta hiểu được cái đặc điểm sinh trưởng của nó, chúng ta hiểu được cái yêu cầu ngoại cảnh thì chúng ta sẽ chăm được cái cây trà mi nó mạnh khỏe, hoa nó được đẹp và sai. Cái phần thứ ba chính là cái kỹ thuật trồng trà mi. Vì là cái chủ đề là trà mi nhập môn, do đó mà tôi sẽ giới thiệu rất là cụ thể cặn kẽ về cái kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho nó. Đấy, bởi vì là nhập môn thì cái quan trọng nhất là chúng ta trước hết chúng ta sẽ phải trồng được một cái cây trà mi nó mạnh khỏe. Do đó mà cái phần 3 sẽ là phần trồng. Chỉ có trồng nó thôi, tức là chúng ta mua một cây về chúng ta trồng thế nào, hoặc là chúng ta đã có một cây cũ chúng ta sang trồng như thế nào, chúng ta trồng xuống đất như nào, chúng ta trồng lên chậu như thế nào. Đấy. À, cái phần thứ tư đó là kỹ thuật chăm sóc cây trà mi. Đấy, để tôi tách riêng cái phần trồng riêng ra và cái kỹ thuật chăm sóc riêng ra. Để kỹ thuật chăm sóc thì những cái vấn đề chúng ta quan tâm, ví dụ như là đất đai như nào, bón phân như thế nào, tưới nước như nào, che nắng như thế nào, rồi là đảo trà như thế nào. Đấy, trong cây trà thì đặc biệt phải lưu ý nếu chúng ta chăm sóc không đúng thì nó sẽ không ra hoa. Đấy, hoặc là nó ra hoa nó lệch mùa, rồi nó ra hoa nó thưa. Thì cái phần về chăm sóc nó như vậy, còn cái phòng trừ sâu bệnh nữa. Và cái phần 5 đó là phần tạo hình cho cây trà mi. Thì chơi cây trà mi không chỉ là chúng ta mua một cây về, tôi ví dụ đây là một cây trà, đây trà của Trung Quốc các bạn. Đấy. Hoặc là những cây đây, đây cũng là một cây trà mi, cũng các bác thấy đây là một cây trà mi đúng không? Đấy. Thì nó đơn giản là một cây trà mi, nó không được tạo hình cái gì cả. Nó chỉ là một cây chúng ta mua về thôi. Đây, hoặc ví dụ như cây này các bác thấy không? Đấy. Nó chỉ đơn giản là một cây chúng ta mua về thôi. Nó phát triển tự do và nó không được tạo tác để trở thành những cái cây có cái giá trị nghệ thuật. Thế do đó mà cái phần 5 á, là tôi sẽ giới thiệu về cái tạo hình cho cây trà mi. Như vậy trong cái phần 1 này á thì tôi xin được giới thiệu về các cái giống trà mi. Thì thưa các bác rằng là trà mi nó có rất là nhiều giống. Và đối với Việt Nam á, thì các cái giống nó còn giới hạn, là chúng ta tìm hiểu, nghiên cứu ra để biết được, để nhân giống rồi để chăm sóc. Thế còn trên thế giới á, thì không những họ nghiên cứu rất là sâu về cây trà mi mà họ còn không ngừng tạo ra, lai tạo ra các cái giống trà mi mới. Thế do đó mà cái cây trà mi
trên thị trường hiện nay thì nó vô cùng là phong phú. Thì chúng ta sẽ có ba cái hướng hiểu về cái giống trà mi. Cái hướng thứ nhất đó là màu sắc, cái hướng thứ hai nó là nguồn gốc. Thì nguồn gốc thì có thể là nguồn gốc của Việt Nam, hoặc là của Nhật Bản, hoặc là của Trung Quốc, của Đài Loan. Thế thì chúng ta hiểu là cái nguồn gốc đấy. Và cái hướng hiểu thứ ba nữa đó là giá trị của cây trà mi, tức là cái giống nào là giá trị quý nhất, cái giống nào là hiếm, cái giống nào là khó nhân giống, cái giống nào là cái giống dễ nhân giống và dễ mua, dễ bán. Thì đấy là về cái giống của nó. Tuy vậy thì tôi chỉ phân tích một sâu về một ý thôi, sau đó tôi sẽ phát triển ra. Đó là gì? Là tôi phân tích về màu sắc của hoa trà mi. Thì trong màu sắc có thể là của Việt Nam, có thể là của nước ngoài. Thế và trong màu sắc thì tôi cũng sẽ phân tích luôn là cái cây nào quý, cây nào phổ thông. Thì đối với màu sắc thì chúng ta chia ra làm 3 màu chính. Cái màu đầu tiên là trà mi đỏ. Cái nhà trà mi đỏ thì chúng ta đã biết rồi, là có thể nó là nhung, nó có thể là đỏ tươi, nó có thể là đỏ hồng, nó có thể là đỏ thâm, nhưng mà nó là giống trà mi đỏ. Thế thì trà mi đỏ hiện nay thì cái lượng giống vẫn là phong phú nhất. Và về xét về độ quý hiện nay thì đứng đầu đó là cây trà mi lựu cổ thơm. Các bác nha, các bác lưu ý là trà mi lựu cổ thơm nhé. Đấy. Thì hiện nay cái giống trà này thì nó đang tương đối hiếm. Đấy, và nó là dòng trà lựu cổ của Việt Nam, có hương thơm. Thì hiện nay cái giá trà ấy, đấy nó cũng tương đối cao. Tôi ví dụ là một cái đoạn giống như thế này mà nó đã có rễ các bác nhé, thì nó rơi vào khoảng 3 triệu rưỡi đến 4 triệu một mầm giống như thế này. Đấy, thì đấy là cây lựu cổ. Và gọi là lựu cổ thơm các bác nhé. Đã là lựu cổ thì phải lựu cổ thơm, nó mới có giá. Thế và có một cây trà lựu nữa, đó là lựu Nam Định. Thế thì ở đây có những nhà vườn họ sẽ gọi là lựu cổ Nam Định, có nhà vườn thì chỉ gọi là lựu Nam Định thôi. Thì tôi xin nhất quán với các bác là nó là cây lựu Nam Định chứ không phải là lựu cổ Nam Định. Tức là chúng ta bỏ cái chữ cổ này đi để tránh nhầm lẫn với cây lựu cổ thơm. Được chưa? Đấy, và cái cây lựu Nam Định này á, thì tất nhiên mặt hoa là nó tương đối giống so với lựu cổ thơm, nhưng nó không thơm. Cây lựu Nam Định là không thơm. Và nguồn gốc của cây lựu Nam Định là xuất phát từ Trung Quốc, được người Việt Nam chúng ta thuần rất là lâu năm rồi. Thế còn cây đỏ tiếp theo đó là cây lựu Điểm Tuyết. Và một số nhà vườn thì gọi nó là cây lựu Điểm Tuyết, có một số nhà vườn thì gọi là cây trà mi Điểm Tuyết. Và tôi cũng đề nghị là từ nay chúng ta sẽ gọi nó là cây trà Điểm Tuyết để bỏ chữ lựu đi, tránh nhầm lẫn với lựu Nam Định và với lựu cổ thơm. Thì chúng ta cứ gọi nó là cây trà Điểm Tuyết. Thì ở đây tôi không có nhiều cái mặt hoa để giới thiệu với các bác, bởi vì là mặt hoa thì tôi đã chơi Tết hết rồi, và có nhiều cây là tôi đã tạo hình cho nó rồi, cho nên là tôi không để lại cái mặt hoa nữa đâu, thì các bạn thông cảm như vậy. Thì có một số cái mặt hoa để mà tôi có mặt hoa nào thì tôi sẽ giới thiệu mặt hoa đấy, nếu không thì mong rằng là các bác có thể lựa chọn cái việc là chúng ta tra trên Google về các cái mặt hoa mà tôi giới thiệu ở đây, nó cực kỳ là sẵn hình ảnh các bạn. Đấy, thì cái cây lựu các gọi chúng ta gọi là cây Điểm Tuyết đấy, thì cũng là cây trà cổ của Việt Nam, và nó có cái màu sắc vô cùng là đẹp. Cái đặc điểm của cây lựu này á thì
À, xin lỗi, đặc điểm của cái cây điểm tuyết này, đây đây là cây điểm tuyết này. À, tôi đã chơi Tết rồi, hết hoa mất rồi, thì nó ra hai lứa hoa thì tôi đã chơi hoa và nó hết hoa rồi, bởi vì hoa cái này nó nở tương đối sớm, còn một vài cây còn thôi. Thì cây điểm tuyết này á thì nó có cái hay mà chúng ta nên sưu tầm, đó là gì, là trong một cây như này các bác nhá, nó có thể có một vài cái mặt hoa, nó có thể là mặt hoa là cái phụ thuộc vào cái khuôn bông của nó, cách xếp cánh của nó và thậm chí cả màu sắc. À, nếu như mà trong những cái điều kiện khí hậu khác nhau, thậm chí nó sẽ có những cái bông hoa mà nó có màu hồng, thậm chí là viền hồng. Đấy, thì đấy là cái cây điểm tuyết. Thì cây này về cái nhận diện thì chúng ta cứ mua ở các cái nhà vườn mà họ có uy tín á, thì cái dòng này nó cũng không đắt lắm, cho nên là chúng ta có thể đặt mua thôi, nó cũng không lo sai giống đâu bạn. Chúng ta vấn đề là chúng ta có hiểu được về cây đó để chúng ta sưu tầm hay không thôi, và chúng ta có thấy rằng nó phù hợp với mình, nó mình thích thích thú nó thì mình sưu tầm thôi. Cái giống đỏ tiếp theo là cái đỏ có tên là thâm bát diện. Đây chính là cái cây trà thâm bát diện đây. Hiện nay thì nó vẫn còn một vài cái nụ, và cái nụ đây. Thực ra cây này thì nó rất là sai hoa và dễ hoa, vì là tôi chơi 2 tháng nay rồi. Đấy, trước Tết hơn 1 tháng và đến nay là qua Tết được 1 tháng rồi thì nó vẫn có hoa như thế này. Là nó đúng rồi, nó vẫn có những cái bông hoa như này. Đấy. Tuy nhiên thì tôi đã tạo dáng cho nó rồi, cho nên là tôi đã vặt đi rất nhiều các bông hoa này và tôi đắp nó xuống gốc này để mà làm cái hữu cơ trở lại cho cây luôn. Thì đây là cây thâm bát diện, trà thâm bát diện thì hiện nay được phân ra làm 3 nhóm nhưng nó không rõ ràng, bao gồm là gì, thâm nhung bát diện và thâm hồng bát diện, với có một cái cây nữa là cái cây bát diện không tâm. Thì hiện nay cái này nó cũng không rõ ràng các bác nhé, cái việc phân biệt này nó không rõ ràng, nhưng mà trên thị trường hiện nay thì người ta có thể chia ra 3 cái nhóm này. Nếu mà các bác có thể tìm hiểu thì bác nên tìm hiểu. Thì cái giống mà bát diện không tâm á, thì là nó có giá trị nhất trong 3 cái nhóm trà bát diện, gọi là trà thơm bát diện. À, cây trà đỏ tiếp theo mà tôi giới thiệu cũng vẫn là trà đỏ cổ của Việt Nam á, đó là cây trà thiển. Đây là cây trà thiển các bác nhé. Đấy, cây trà thiển này thì tôi sưu tầm một cái anh nghệ nhân ở Nam Định đây. Thế thì nó cây trà thiển thì hiện nay thì đang được phát triển, đang được nhân giống. Thì nó ngày trước thì nó không có giá trị gì cả. Thế sau đó nó trở nên hiếm. Hiếm thì là người ta lại đi sưu tầm về, thì nó lại là thành cái cây quý hiếm, thì nó khá là đắt hơn so với lại một số cái cây phổ thông khác. Và cái cây này thì nó là một dòng trà đỏ nhưng mà đơn, và nó có cái cụm nhị ở trong giữa của bông hoa đấy. Thì đây là một cây trà thiển. Và một cái cây gần giống cây trà thiển đó là cây trà muống. Cái trà muống, tại sao gọi là muống, bởi vì các bác hình dung cái cây rau muống nó có cái bông hoa đấy mà nó có cái ống rất là dài đấy, thì màu nó phớt phớt tím ấy. Thì cái cây trà muống ấy thì nó có cái kiểu hoa nó gần giống như vậy, tức là cánh nó còn đơn hơn cả cái cây trà thiển này này. Thì và nó có hơi có chút đầy đầy lên cái cuống, nó đầy đầy lên cái ống ấy, thì người ta gọi là cây trà muống. Thì hiện nay cây trà muống thì cũng là hiếm. Tuy nhiên thì vẻ đẹp của nó là bình thường, nhưng vì nó hiếm cho nên lại thành ra nhiều người sưu tầm, cho nên là cái giống trà thiển và cái trà muống này hiện nay tìm giống là tương đối khó. Như vậy là với cái giống trà đỏ thì có rất nhiều giống cổ của Việt Nam. Những cái giống vừa rồi tôi giới thiệu đấy đều là giống cổ của Việt Nam. Chỉ có cái cây lựu Nam Định thì là giống của Trung Quốc và được thuần lâu năm ở Việt Nam.
Thế còn ngoài ra về cái trà đỏ ở nước ngoài á, thì vô cùng, xin khẳng định các bác là vô cùng nhiều. À, trong đó có một cái cây đỏ khá là đẹp. À, đó là cái cây đỏ của Nhật các bác, trà đỏ của Nhật Bản. Nó có một cái màu đỏ vô cùng tươi, lá hoa của nó rất là dày cánh và cái xếp cánh cũng rất là đẹp. Thì nếu như bác nào mà sưu tầm được cây trà đỏ của Nhật chuẩn giống á, thì chúng ta cũng nên cố gắng thuần được nó. Và khi chúng ta thuần được rồi, mất vài năm các bác nhé, thì cái mặt hoa nó mới ổn định và lúc đó nó mới cho được các bác cái hình ảnh đẹp nhất của cái bông hoa trà mi. Thậm chí cả những cái một số giống trà của Việt Nam cũng vậy, là ban đầu chúng ta chưa thuần được thì nó chưa thể hiện đúng mặt hoa đâu, thế sau này thì nó mới đúng mặt hoa, lúc đó chúng ta mới được thụ hưởng cái giá trị của cái việc chúng ta chăm sóc thuần hóa cây trà mi. Cái đỏ thứ hai là cũng cực kỳ nổi tiếng, đó là cái đỏ tàu. Nói là nổi tiếng bởi vì hai cái nghĩa, thứ nhất là nó quá phong phú. Đây là cây đỏ tàu đây các bác này. Đấy, đây là cây đỏ tàu, các bác thấy không, nó to quá. Các bác coi này, cái bông hoa của nó này. Đấy, cái bông hoa nó rất là to các bác. Đấy, đây, cái bông hoa nó rất là to. Đấy, chúng ta xòe cái bàn tay các bác, xòe cái bàn tay đấy. Bông hoa to, nó to bằng đúng cái bát ăn cơm của chúng ta các bác. Đấy, mà là một cái cây bình thường thôi nhé, nó không phải là cây to đâu. Đấy, và nó cũng khá là sai hoa. Đây, một cây mà tôi vừa mới sưu tầm về để mà cũng một là muốn thuần nó xem thế nào, thứ hai nữa là để coi cái tư liệu của cái nó để nó tạo ra cái sự phong phú và so sánh được với cái hoa của Việt Nam mình. Đấy, cái nụ nó rất là to các bạn. Nụ rất là to và màu rõ ràng là cái màu đỏ của nó thì là cũng thực hiện xuất sắc. Thì đây là một trong những cái dòng đỏ của Trung Quốc mà chúng ta quen gọi nó là đỏ tàu. Thực ra cũng có hàng của Đài Loan, cũng có hàng của Trung Quốc. Chúng ta thấy như vậy, đấy là nó có những cái bông hoa nó rất là đẹp. Đây là đỏ nhưng mà có điều là nó cũng không thơm. Đấy, trong cái số dòng đỏ thì hiện nay có duy nhất là lựu cổ thơm là nó thơm thôi. Thế còn lại là không có dòng nào thơm cả, kể cả dòng ngoại nhập hoặc là những cái dòng cổ của mình. Thì cái đối với lại cái cây đỏ tàu á, thì ví dụ như cây này thì rõ là cây này có nhụy này, đúng không, có nhụy này. Thế nhưng mà đa số một số cái dòng khác là nó không có nhụy đâu, nó không có nhụy, không có nhụy đâu, thì nó là một cái dòng không vô nhụy đấy. Thì đối với cái đỏ tàu thì chúng ta nhận diện nó khá là dễ, và thông thường thì các bác có thể lưu ý là chúng ta thích thì thích thật, nhưng mà chúng ta lưu ý trong cái trà ngoại là nó như này này. Trong trà ngoại á, thì nó chúng ta có những cái thông tin này. Thứ nhất là nó vô cùng là nhiều giống các bác nhé, nó vô cùng nhiều giống. Đấy. Thứ hai nữa là hàng năm á, nó vẫn tiếp tục nhập về Việt Nam những cái giống trà mi mới. Bởi vì các nước trên thế giới á, thì nó vẫn tiếp tục nghiên cứu ra các cái giống, lai tạo ra cái giống trà mi mới. Thế và cái thông tin nữa chúng ta cần phải biết là cái việc thuần của cây trà mi ngoại này như nào, thì chắc chắn là có những cái dòng dễ thuần, có những cái dòng khó thuần và có những cái dòng không thể thuần được các bác nhé. Có những cái dòng nó yêu cầu về khí hậu, nó yêu cầu về dinh dưỡng. Đấy, thì chúng ta không thể thuần được các bác nhé. Cho nên là đối với một số dòng thì nó thuần được và một số dòng khó thuần và có những dòng không thể thuần được, thì cái này đối với những cái dòng mà mới nhập về thì chúng ta cũng không có cái khẳng định. Nhưng mà nhiều cái giống trà tàu thì nó cũng khó thuần hơn trà ta một chút thôi, nhưng mà khi thuần được rồi thì cái quá trình chúng ta chăm sóc nó cũng giống như là trà ta. Thì chúng ta cũng nên là hòa nhập với thế giới, chúng ta cũng nên nhập những cái bông hoa mới về, để mà nếu nó thuần được thì một điều thực sự là lý tưởng, bởi vì nó sẽ bổ sung vào cái bộ sưu tập trà của chúng ta. Đây, đó là cái cây trà đỏ. À, bây giờ tôi sang cái dòng trà thứ hai là trà bạch. Trà bạch thì dễ hơn,
Cái cây trà bạch thì nó dễ hơn là vì nó có ba giống trà chính thôi. Cái trà đầu tiên là cái cây trà bạch hữu nhụy. Đây chính là hình ảnh về cái cây trà bạch hữu nhụy. Thì có thể có nơi gọi là bạch nhụy này, có nơi gọi là bạch hữu nhụy này, có nơi thì gọi là bạch nhị này, có nơi thì gọi là bạch hữu nhị này. Nhưng mà chính ra nó là cây bạch nhị thôi nhé, nhị nhờ ấy, nhị là chuẩn nhất, bởi vì nó không có nhị. Đấy. Thế nhưng mà vì là nhiều người lại tránh gọi là bạch nhị, bởi vì nhị thì nhiều khi chúng ta lại hay hay nhầm sang là nhất nhị tam tứ ấy, để theo số thứ tự, cho nên là mới nói là bạch nhụy thì cũng đúng thôi, tức là cứ chúng ta hiểu là có nhụy, nhưng chính ra nó là có nhị các bạn, chứ cái nhụy của cái trà là tương đối hiếm. Thì cái bạch này gọi là bạch hữu nhụy, chúng ta hỏi như vậy. Thì cái trà bạch này thì chúng ta cũng tra như Google là có ngay. Thì trong cái bông hoa thì nó có các cái nhị, thì nó có thể là có nhị ở một số cụm xung quanh bông hoa. Đấy, có người thì gọi là bạch nhị bát diện đấy, có người thì gọi là bạch nhị nhất tâm, tức là cái bông hoa nó chỉ có cái cụm nhị ở trong giữa bông hoa thôi, còn lại các cánh đều trắng thì gọi là nhất tâm. Nhưng thực ra là cũng không quan trọng cái vấn đề này đâu, bởi vì là nó không có quy định về cái việc này, chứ không phải là có cái giống là bạch nhị bát diện và có cái bạch nhị nhất tâm đâu, mà là do có trong một cây trà mi đấy, thì có thể nó có bát nhị, có thể nó có nhất tâm. Thì chúng ta cũng, bởi vì chúng ta hiểu là này là cái gen quy định cái việc hình thành nhị á, nó không phải là gen cố định, nó không phải là một tính, chúng tôi trong khoa học cây trồng gọi là không phải là một tính trạng quy định cái việc này, nó cái tính cái nó chỉ có cái gen quy định về màu sắc của cánh hoa, nó có các cái gen quy định về sinh trưởng phát triển đấy đương nhiên rồi, hoặc nó có cái gen quy định là có nhị hay là nó vô nhụy thôi. Thì chúng ta hiểu như vậy chứ không không quan trọng đâu. Thì cái cây bạch hữu nhị là như vậy. Thì bây giờ đây là cái cây tôi đang giới thiệu các bác, đây trên hình ảnh đây là cây bạch cổ vô nhị. Cái cây bạch hữu nhị kia nó cũng là cây cổ của Việt Nam các bác nhé. Và cái cây thứ hai trong cái dòng bạch là bạch vô nhị, tức là không nhụy gì cả, trên bông hoa chỉ duy nhất một màu trắng tinh của các cánh hoa, không hề có tí nhụy nào, đến đến cái những cái cánh trong cùng nhất ở giữa tâm của bông hoa cũng không hề có nhụy, nó gọi là vô nhụy. Thì đây là cái hình ảnh về cái cây trà vô nhụy. Thì cây này do tôi đã tạo tác rồi cho nên là nhìn nó khá là đơn giản, nhưng đây là những cây nó đang bắt đầu phát lộc ra rồi này. Chính vì nó phát lộc rồi nên là tôi mới phải làm tạo tác cho nó, chứ kiểu nếu để phát lộc này chúng ta mới sang chậu, chúng ta mới uốn tỉa nó thì là nó sẽ bị muộn, nó bị chột, thì các cái lộc nó bật ra nó không được khỏe mạnh. Đây là cây bạch vô nhị. Thế còn một cây bạch nữa cũng vô nhị, đó là cây bạch nhật. Tức là chúng ta hiểu ngay cái cây bạch nhật, tức là cái cây trà bạch của Nhật Bản đấy, thì là bạch nhật. Bạch nhật thì nó cũng không có nhị, cho nên là nó cũng dòng vô nhị. Và bạch nhật thì thực ra nó cũng là một cây rất quý đấy, nó cái vẻ đẹp của nó cũng không thua kém gì cái bạch vô nhụy của Việt Nam cả. Thế tuy nhiên do nó không phải là dòng cổ của Việt Nam và có một thời gian nó khá là đắt, sau đó nó được nhân giống với cái số lượng vô cùng nhiều, và dẫn đến là khi đã có số lượng nhiều rồi thì nó trở nên là một cây trà bạch và cây trà mi phổ thông. Thì cây bạch nhật cũng được sưu tầm chơi được, và nó là một cây có bông hoa to, độ bền cao và cái sự xếp cánh tương đối đẹp, xếp rất là xít gọn gàng, nhìn nó rất là ngăn nắp gọn gàng. Và cây bạch nhật này thì chúng ta hoàn toàn có thể thuần được các bạn nhé, các bạn nhớ thuần được tức là chúng ta thuần dưỡng được nó rồi đấy. Đấy thì gọi là cây bạch bạch.
Thì trong ba cây bạch này thì cây có giá nhất hiện nay đó chính là cây bạch hữu nhị các bạn nhé. Cây bạch hữu nhị thì chúng ta hình dung là ví dụ như một cái mầm như này, một cái mầm giống như này mà đã ra rễ khỏe thì nó sẽ được bán với giá khoảng 3 đến 500 các bạn nhé. Đấy. Hiện nay ấy, trước thì nó rẻ lắm, cách đây 2 năm thì nó chỉ tính khoảng 100.000 thôi, nhưng mà bây giờ bỗng nhiên nó lên giá và nó có khoảng khung từ 3 đến 500, thậm chí có một số nhà vườn còn bán được giá cao hơn. Thì đấy là cây bạch giá cao nhất là cây bạch hữu nhị, và cái sau đó đến bạch cổ ta, sau đó thì là đến bạch nhật, thì là riêng cái trà bạch nó có ba cây đấy là chính. Ngoài ra hiện nay thì đang có một cái tranh luận là có một cây bạch nhị của Trung Quốc các bạn nhé, cây bạch nhị của Trung Quốc, thế do đó mà và được nhận xét là nó nhìn nó đơn hơn, nó xấu hơn so với cây bạch nhị của ta. Thì như vậy là nếu như các bác mà mua là các bác phải báo nhà vườn nó cam kết rằng đó là cây bạch nhị của ta các bác nhé. Sang cái nhóm màu thứ ba đó là cây trà hồng, cây trà mi hồng. Cây trà mi hồng thì cũng khá là phong phú về mặt hoa, bao gồm là hiện nay á thì có cây hồng cổ thơm của Việt Nam là quý nhất, hồng cổ thơm các bác nhé. Nó có thể đơn thơm hoặc là thậm chí là kép thơm, bởi vì cái bông hoa của trà mi á, nó là cây đơn hay cây kép, nó thể hiện qua cái việc là cái số cánh hoa nó nhiều hay nó ít thôi. Nếu như nó ít thì người ta gọi nó là hồng cổ đơn, hồng đơn, còn nếu như nó nhiều người ta gọi là hồng kép, chứ không giống như là cây hoa đào đâu. Ví dụ như cây hoa đào phai của mình á, thì có cây phai đơn để dứt khoát chỉ có 5 cánh thôi, còn cây phai kép thì có rất nhiều cánh. Nhưng mà cây trà mi đơn này này, ví dụ như đây cũng là cây đơn này, thì nếu như nó ra ít ít số cánh hoa thì người ta gọi nó là cây trà đơn, hồng đơn. Nhưng nếu như nó nhiều cánh hoa thì người ta gọi là cây trà hồng kép, chứ nó không có phải là cái cây đơn là cây 5 cánh đâu. Đấy, nên là nó có khác biệt một chút. Thì đây là một cây kép này các bạn. Cái kép này thì tôi để lại cái mặt hoa để các bác nhìn thôi, chứ còn đây tôi mua về thì họ bảo là thơm, đây thơm nhưng lại thơm nhẹ, đây mệt lắm, tôi ngửi mãi chả thấy có cái hương thơm gì cả các bạn. Thì tôi để lưu lại, không phải lưu mà tình cờ tôi nhìn thấy cái hoa này, nó tuy nó sắp rụng rồi nhưng mà nó không còn đẹp nữa, nhưng nó là để các bác nhìn thấy cái mặt hoa nếu các bác nhận diện được. Thì đây là cây hồng đơn. Thì trong hồng đơn á, thì nó có đơn thơm và đơn không thơm. Thì cây hồng đơn thơm á, là cái cây cũng là cây quý, đứng thứ hai trong cái bộ trà quý của Việt Nam ấy, thì là cây hồng đơn thơm các bác, gọi là cây hồng thơm. Thì cây hồng nó có cái mặt hoa, xin lỗi là tuy nó ngấy rồi nhưng nó giống như thế này các bạn, bởi vì cây của tôi thì nó hoa nó cũ quá rồi, còn chờ những bông kia nở thì không kịp nữa, không kịp để ra clip để phục vụ các bác. Thế thì đây là một cây gọi là cây hồng này, cái màu nó như vậy, đây là cây hồng kép này. Đấy, thì là chúng ta hiểu như vậy thì là cây hồng thì gồm có hồng đơn và hồng kép. Thì trong hồng đơn thì nó có cây đơn thơm là quý trong cái giống hiện nay, quý thứ hai trong cái bộ sưu tập trà của những nhà vườn lớn. Và chúng ta có một cây hồng nữa, đó là cây hồng cung đình. Cung đình thì ở Việt Nam á, thì nhiều người gọi là cung đình cổ mình các bác nhá, cung đình thì nhiều người thì gọi là hồng cung đình, nhiều người thì gọi là đỏ cung đình. Thế nhưng mà rõ ràng cái cây cung đình đấy tôi xem rất nhiều rồi, thì nó có rất nhiều mặt hoa nó đỏ như này các bác này, nó đỏ như này thì không thể gọi là hồng được. Cho nên là có những người cứ tranh luận là gì là cây đỏ cung đình, có người thì tranh luận nó là hồng cung đình. Nhưng mà thôi thì chúng ta trong cái nhóm cung đình ấy là có hồng cung đình, đỏ cung đình, thì nó có một cây là hồng cổ Việt Nam gọi là hồng cung đình. Thế và có một cây hồng ở Tàu nó gọi là
hồng phấn cung đình đấy các bác. Hồng phấn cung đình mà lá nó xếp như tranh vẽ, xếp vô cùng gọn gàng đấy, và nó bông hoa nó có cái sự chặt chẽ gọn gàng trong đấy, thì đấy gọi là cây hồng cung đình. Thì cây hồng phấn cung đình của Trung Quốc thì cực kỳ dễ nhận diện, cho nên là các bác cứ đặt lên mạng là các bác tra ra ngay là hồng cung đình. Hồng nữa thì tôi có giới thiệu một cây hồng này là cây hồng của Trung Quốc này. Hồng này là cây hồng thơm của Trung Quốc các bác nhé. Đây, tôi đã sưu tầm được cây hồng thơm của Trung Quốc này. Đấy. Này tôi cũng giới thiệu qua các bác biết đây là mặt hoa này, hồng thơm. Hoa nó rất là thơm. Hồng, cái hồng thơm này phải nói là cái hương thơm của nó cũng là rất quyến rũ đây các bác. Đấy, thì đây là cái nụ của nó đây. Cái nụ của nó đây và cái thân cây nó đây, cái lá nó đây. Cái hồng của Trung Quốc này thì nó có một cái hay là nó cũng khá là dễ lên bệ này. Thế nhưng nó có một cái dở là cái cành của nó, các bác nhìn này. Cái cành của nó nhìn nó rất tù. Đây. Các bác nhìn cành nó tù lắm. Đây, nó cứ tù, nó rụt rịt này, đây. Nó tù cảnh chứ nó không được thanh thoát như là cái trà của Việt Nam mình đâu. Đây, cái trà Việt Nam mình ví dụ như là những cái cành của gọi là nó rất là thanh thoát và nó có những cái đấy. Còn cái cây này thì lá nó cứng này và nó phẳng và nó gai, nó rất là rõ ràng. Thế thì nhìn chung các cái giống trà ngoại là lá nó thường gai, nó rõ và cái lá nó phẳng và nó cứng lá như này. Đấy. Thì đấy là chúng ta nhận diện hoặc đây, cái này các bạn rất là cứng này. Còn cái của Việt Nam mình các bác nhìn nó có cảm giác nó cứ có cái sự vặn vặn xoắn xoắn này, nhất là đối với lại cái dòng đầy ví dụ như xoắn này, nó không được phẳng này. Ví dụ như là cái thằng trà Bát Diện các bạn, thơm Bát Diện bao giờ nó cũng có cái sự vặn xoắn. Đấy, thì đây là cái cây hồng thơm, nó gọi là cây Chinias của Trung Quốc đây các bác. Thì cái cây này nếu như mà chúng ta có những cây to mà mua chơi thì nó cũng khá đấy. Có nhiều người thì bảo không thuần được, nhưng mà cây này thì tôi mới mua về, nhưng tôi biết cái cây này là ở đâu đấy, và nó cũng có cái tuổi thuần ở Việt Nam rất lâu rồi. Tôi là người theo dõi cây này, tôi biết về giá trị cây này bây giờ nó rơi vào khoảng độ 700-900 nghìn các bác nhé. Thì nó cũng là cái cây bình thường, nhưng mà nếu như tới đây tôi sẽ cùng với các bác là nghiên cứu tạo dáng cho nó trong cái video clip tạo hình cho cây trà mi, thì các bác sẽ thấy nó sẽ khi nó có cái tính thẩm mỹ trong cái tạo hình cây thì nó cái cây nó sẽ lên cái giá trị thẩm mỹ cao, và qua đó thì cái vấn đề giá trị về đồng tiền nó cũng sẽ cao hơn. Thế thì kính thưa các bác là một lần nữa xin được chia sẻ lại với các bác là đối với lại cái phần 1 là về các giống trà mi, thì chúng ta có 3 nhóm giống chính là giống trà đỏ, giống trà bạch và giống trà hồng. Hiện nay thì có một cái giống trà mi vàng nữa, thế nhưng mà đang có sự tranh luận thì không biết nó là trà mi vàng hay là nó trà hoa vàng, là cái cây trà hoa vàng để mà chúng ta làm dược liệu và làm đồ uống thì còn đang tranh luận, thì cái này chúng ta sẽ nghiên cứu sau. Thì trong ba cái màu sắc trà đấy thì về nguồn gốc thì tôi cũng phân tích rất rõ ràng rồi, gồm có là của trà Việt Nam thì toàn bộ các trà Việt Nam đều có chữ trà cổ, còn lại là trà Nhật, là trà Đài Loan và trà Trung Quốc thì hay còn gọi là trà tàu đấy. Thì thứ ba nữa là về giá trị thì hiện nay giá trị cao nhất trên thị trường hiện nay các bác nhé, trong tương lai thì chúng ta không biết, nhưng hiện nay thì cây trà mà đắt nhất chính là cây lựu thơm, lựu cổ thơm các bác nhé. Lựu cổ thơm là cây trà đắt nhất, và cây trà đắt thứ hai là cây hồng phấn thơm các bác nhé, còn gọi là cây hồng thơm. Và cây thứ ba là cây bạch nhị, bạch hữu nhị đấy. Thì như vậy là cái cây trà là các cụ nhà mình chơi theo bộ trà, ví dụ như là tam trà đấy hoặc là tứ phẩm đấy, thì cây tam trà là gì? Nhất lựu nhị phấn các bác nhá. Thứ nhất cái bộ tam trà ấy nó có 3 cây, là số 1 là cây lựu cổ thơm, số 2 là cây hồng phấn thơm, và thứ 3
là cây bạch nhị, tức là cái gì người các cụ quen gọi là cái bộ tam trà đấy, các cụ nói gọn là lựu cổ hồng phấn và bạch nhị. Đấy, ba cái giống trà đó là hiện nay là vẫn được coi là tam tuyệt trà, tam tuyệt tuyệt vời đấy các bác, tuyệt phẩm đấy, tam tuyệt trà. Thì nếu như bác nào chơi ấy, thì chúng ta lưu ý đây một số cái giống như này, là tất nhiên ba cái tam tuyệt đấy chúng ta sưu tập được thì tốt quá. Ngoài ra có một số giống chúng ta cũng nên chơi, đó là giống bạch vô nhụy cổ, giống trà lựu điểm tuyết, giống trà bát diện, giống trà thiển và giống trà đỏ cung đình. Đấy là một số cái giống của Việt Nam. Ngoài ra nước ngoài thì ví dụ như là đỏ Nhật này, đỏ Trung Quốc rồi trà thơm này, thì tùy cái sở thích của bác, người bác sưu tầm. Thế có một cái lưu ý là đối với lại cái quá trình chơi trà của người Việt á, thì không chơi đơn cây, tức là rất ít các cụ nhà mình rất ít người chơi là một cây. Ví dụ như nhà tôi chỉ có mỗi một cây là cây bát diện hoặc là cây điểm tuyết hoặc là cây bạch, là các cụ nhà mình không chơi như vậy các bác nhé. Mà các cụ nhà mình chơi là chơi theo cái bộ, cái bộ trà. Thế do đó mà chúng ta khi chơi chúng ta cũng chơi theo bộ, ví dụ như là có thể là một bộ 3 cây, 4 cây, 5 cây hoặc ít nhất là một cặp trà. Thế như vậy là tôi đã giới thiệu xong cái phần 1 về các giống trà mi. Do nó là cái chủ đề là nhập môn thôi, cho nên chúng ta cũng chỉ hiểu một cách những cái căn bản nhất, cần thiết nhất để mà chúng ta bước vào cái việc chúng ta lựa chọn các cái giống trà cho mình. Sang cái phần 2 á, thì tôi sẽ giới thiệu về cái đặc điểm sinh trưởng phát triển của cây trà. Nó rất khác biệt so với những cây khác, bởi vì tuổi thọ của cây trà hiện nay được ghi nhận có những cây lên tới 600 năm. Đấy, cho nên là những cái đặc điểm sinh trưởng nó cũng rất khác. Và cái lá của nó thì nó rất là lâu dụng. Những cái đặc điểm như thế chúng ta biết để chúng ta nhận diện được. Mà nếu chúng ta biết được như vậy thì chúng ta sẽ tác động kỹ thuật nó rất là hợp lý, hoặc là những cái điều kiện của nó, ví dụ như là nhiệt độ nó như thế nào, ánh sáng nó như thế nào, đấy, rồi tiểu khí hậu nó như nào, thì liệu miền Nam có trồng được cây trà hay không. Thì tôi hẹn các bác vào cái video thứ hai trong cái bộ trà mi nhập môn này. Vậy nhé, xin được kính chào các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này.